tôi sẽ ghi lại cái đơn giản thì nó ghi đi. Phạm Đình Tá, cán bộ 193-119. Các anh có chuyên đề không? Mời xuất trình giấy tờ kiểm tra anh vi phạm không có gương chiếu hậu. Ông có chuyên đề không? Tôi không cần phải chuyên đề gì. Không có chuyên đề à? Đi làm không có chuyên đề à? Tôi không cần chuyên đề gương chiếu hậu. Nói cho nhanh đi, anh có giấy tờ anh xuất ông trình. Có đi đâu đi làm kiểm tra hành chính nhà đấy đâu? Tôi không phải kiểm tra hành chính. Không phải kiểm tra hành chính à? Ờ, kiểm tra lỗi vi phạm là kiểm tra hành chính. Lỗi vi phạm của anh có chuyên đề không? Sao giải thích rõ anh rồi? Có chuyên đề không? Anh tôi đang yêu cầu là có chuyên đề không cho anh xem. À, tôi kiểm tra anh vi phạm không đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Mời anh xuất trình giấy tờ kiểm tra. Đúng rồi. Yeah. Thế anh cho tôi xem kiểm tra kiểm tôi xem. Chuyên đề kiểm tra hành chính. Tôi không phải kiểm tra hành chính đây là tôi làm vi phạm đây. Yeah. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, ông để im. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, cán bộ 193-059. Tôi xin khiếu loại ông với cái tội ông quay thì quay tự phép. Ý quay thôi. Bây giờ anh có xuất trình giấy tờ kiểm tra không? Ông xuất xe đi, nó biên bản, tạm giữ phương tiện. Anh có tên là gì đây? Ông tiện ra quyết định tạm giữ đi. Khổ quá. Tôi đến đây tôi vặn gương ra ấy. Gương của tôi trong cốp đi ông ạ. Xin lỗi các ông luôn thì ông bắt hộ tôi cái. Đây, gương của ông đây. Bắt đi. Gương trong cốp nha. Xin phép ông nha. Tôi hành công ấy. Cháu yêu cầu chú bỏ cái mã số quân nhân của chú anh. Cháu yêu cầu chú. Vâng. Cháu lấy cái tư cách gì yêu cầu chú? Cháu chú theo cháu là theo chú là cháu là ai? Chú không cần biết cháu là ai cả. Chú không biết cháu là ai à? Ừ. Chú Tá. Ờ. Cháu là người dân. Cháu có quyền giám sát theo lấy khoản 2 điều 8. Ừ. Nhá. Ừ. Sao chú? Làm sao? Thế làm sao? Cháu yêu cầu chú bỏ cái mã số quân nhân của cháu chú quay ra ngoài. Yêu cầu. Rồi, thế thì chú xích xe đi. Ra quyết định tạm giữ phương tiện. Ơ à. Chào cậu nhé. Ai làm việc với tôi là người cuối cùng? Tôi vâng, anh là gì? Thế anh nhìn tôi đấy. Ông này thôi nhá, tôi nói ông trước mấy ông nhá. Ông bỏ cái máy quay ra khỏi mặt tôi. Nhá, rồi, tôi xin cứu lại ông. Ông chưa làm cái gì đâu. Ủa. Cậu có quyền khiếu nại cơ mà đúng không? Ờ, đúng rồi. Thôi như này. Ông không được phép lấy hình ảnh cá nhân của tôi. Nhá, ông định làm gì? Tôi nhìn ông như một thằng hề đấy ông ạ. Cậu không nói. Ông hiểu không? Nhá, chào tôi nhá, mình chào cậu đúng không? Vâng. Trước mắt là cậu vi phạm là không có gương chiếu hậu. Bây giờ như này. Rồi được rồi, chú Quang này, ông đang đi làm gì ấy? Chú Quang này. Ông đi lấy thịt nhà người à? Hay sao? Ông làm gì ấy? Ông này, cậu. Rồi, ông nghe chí. Ông là như này. Tôi cho ông lên VTV luôn. Được rồi, VTV cũng được. Cốp, gương trong xe, trong cốp đấy. Tôi biết thừa ông bắt lá rồi. Không có chuyên đề để ông nào vừa tuyên bố với tôi không cần đạp, không cần chuyên đề. Cậu vi phạm là không gương chiếu hậu. Đúng rồi. Lỗi này bao nhiêu tiền anh? Cậu xuất trình giấy phép lái xe. 90.000 à? Đúng rồi, 90.000. Ra quyết định xử phạt tại chỗ. Cậu phải xuất trình giấy tờ. Rồi, bây giờ tôi yêu cầu có một vấn đề. Cậu nói đi. Cậu đang đi làm chuyên đề theo chuyên đề kiểm tra hành chính hay là mình chuyên đề gì? Mình giải thích với cậu như này. Rồi. Cậu vi phạm đến gì? Không, nữa. Làm việc mới chỉ dựa trên pháp luật là chỉ có ông và tôi thôi, không có mình với tớ. Ừ. Nhá. Chính xác. Ông này chắc là một vài ông với tôi phải cho ông đi học lại cái tác phong nghiệp vụ đi mới được. Này. Ông đừng có dí mặt tôi, ông hiểu không? Ông nhìn cái mặt ông này, ông đừng dí mặt tôi. Anh đừng có dí mặt tôi. Tôi công an huyện tôi. Anh vi phạm là gương đúng rồi. Anh xuất trình giấy tờ. Tôi không xuất trình giấy tờ. Tại sao không xuất trình? Bởi vì công lấy giờ thể lấy gì ông thể hiện là ông đang đi làm một nhiệm vụ ở quản kiểm tra tuyến đường này. Anh tôi nói với anh này nhé. Rồi. Mình biết thì mình nói. Tôi biết. Mình không biết thì mình lắng nghe. Rồi tôi biết. Trước mắt như này cậu vi phạm là không gương. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi yêu cầu anh xuất trình giấy phép lái xe. Tôi không xuất trình giấy tờ. Nếu cô không thể hiện là ông đang là người đi làm. Anh nghe tôi đang đi làm đây còn gì nữa. Lấy ông lấy gì đâu căn cứ ông đi làm. Tôi đang đi làm đây còn gì ra lấy căn cứ cái gì? Ô. Thế anh bảo là tôi cần căn cứ gì thì tôi. Khi đi làm ấy theo ông lại nhá. Anh đang đứng là một thằng hề. Làm việc với tôi thì người ta giám sát là bình thường. Không. Sao? Ông cởi cái bộ quần áo ra tôi sẽ cho ông giám sát. Anh nhầm. Nhá. Ông không hiểu. Như này. Rồi, ông Lê Chí, quả này ông tôi sẽ gặp ông. Thế anh gặp đâu thì anh gặp. Bây giờ tôi yêu cầu anh. Ông, tôi thấy ông chả có cái nhiệm vụ gì ở đây cả. Ông đang cười với tôi. Anh lái xe này. Anh lái xe ông này. Là một người quân nhân. Ông đại diện cho một tổ chức không có chỉ không là thủ chí mà đâu. Anh lái xe này. Nhá. Tôi phải làm việc trước ông này bởi vì ông đang quay tôi. Cái gì anh? Nhá. Người đang giám sát tôi với anh cùng làm việc. Này. Ông có hiểu thế nào khoản 2 điều 8 không? Tôi hiểu chứ sao? Ông có hiểu không? Tôi hiểu chứ. Nếu ông hiểu thì ông bỏ ông này dẹp cái máy quay đi cơ. Quay bình thường. Tại sao? Nếu anh cảm người ta sai anh khiếu nại người ta cơ mà. Ăn chắc rồi. Anh khiếu nại đi. Thế thôi anh ai là đội trưởng? Tôi yêu cầu ai là làm tôi làm việc mình chứ chẳng. Ai là đội trưởng ở đây? Chả phải đội trưởng thì làm việc mình được. Thế bây giờ tôi yêu cầu một vấn đề. Anh yêu cầu cái gì ạ?
ra quyết định tạm giữ phương tiện. Ừ. Ok. Anh xuất trình giấy tờ anh. Tôi không xuất trình. Anh biết cái tội không xuất trình giấy tờ nó rất là nặng, anh đúng, hiểu không? Anh tên là gì nhỉ? Tôi tên là gì thì ông không cần biết. Ông cứ ra quyết định xử phạt này. Quyết định xử phạt ai? Tạm giữ phương tiện này đi. Nhưng anh tên là gì? Tôi tên là gì nhỉ? Nguyên. Nha, có ông đi làm không chuyên đề tôi sẽ cứ lại không? Anh làm bao nhiêu? Ông để họ tôi làm gì? Tôi hỏi là tôi ra quyết định cho anh có gì đâu. Ông mang biên bản đây, tôi sẽ khai. Anh làm bao nhiêu ạ? Ông mang, tôi yêu cầu ông mang biên bản đây, tôi sẽ khai. Tôi không phải mang cho anh, tôi đang làm việc với anh để tôi mời anh vào. Thế ông ghi đây là biên bản của ông à? Anh làm bao nhiêu ạ? Đây là cái biên bản của ông à? Đây không phải biên bản tôi. Ờ, thế ông mua đôi biên bản tôi sẽ khai. Anh làm bao nhiêu ạ? Ôi trời ơi. Ông ơi. Anh làm bao nhiêu ạ? Nhìn đến nhau nhiều, quen rồi đúng không? Anh làm bao nhiêu? Hả? Anh làm bao nhiêu ạ? Tôi sẽ không bao giờ tôi khai tuổi của tôi khi mà ông ghi cái tờ giấy này. Tôi khai để tôi đưa vào là biên bản. Ông mang biên bản ông ra, ông bỏ biên bản ra đây. Tôi sẽ ngồi tôi làm việc với ông. Thế là xong. Còn ông bỏ cái trò hề đi ông ạ. Ông chỉ có 2 sao thôi. Mời đi. Mời ngồi đây, tôi mời ngồi đây. Dũng sao là chuyện bình thường không ạ? Tốt quá. Ôi. Ông cái không nói ông sao, ông nói ông lại thành dở hơi đấy. Anh ngồi đây anh ạ. Rồi. Em cứ quay cho nó đúng rồi. Rồi. Tức là hôm nay các ông đi làm không có chuyên đề phải không? Không có chuyên đề kiểm tra hành chính phải không? Chúng tôi chả kiểm tra hành chính ngay. Tôi xử lý vi phạm. Tôi bắt ông không có chuyên đề. Anh vi phạm, anh không hiểu chuyên đề mà nên mình vi phạm là như thế nào? Không hiểu. Thế anh đang vi phạm nên còn gì nữa? Chuyên đề kiểm tra hành chính. Tôi chả về kiểm tra hành chính anh. Anh vi phạm tôi kiểm tra anh. Anh không hiểu tôi à? Lại bây giờ chốt lại ông đi làm hôm nay đi làm có chuyên đề có không? Chứ. Có chuyên đề à? Đúng rồi. Tôi yêu cầu ông cho tôi xem. Tôi không cho anh xem. Tại sao? Về nguyên tắc anh không được xem. Tại sao đấy? Tôi không cho anh xem. Ông có dẫn vào được tại sao mà tôi không được xem không? Tôi bắt lỗi anh thì tôi trả việc cho tôi. Thế tôi biết đâu là tôi xin lỗi ông, con này không có nghe. Tôi biết ông là ông này là một người đang gác cổng hay sao? Tôi đi đang gác cổng gì? Ờ, nó gác cổng một cơ quan là sao? Tôi đang đi làm với gác cổng đó. Thì ai đồng ý cho anh ra đi làm? Anh có quyền khiếu nại cơ mà, đúng không? Rồi, lập biên bản. Thôi. Anh có quyền khiếu nại cơ mà. Ông trợn mắt mẹ. Dương đi làm với Dương ơi, Dương đi làm đi. Ông tôi yêu cầu ông quay cái thẻ tên ra ngoài. Dương đi làm với em ơi. Hay đâu anh. Tôi yêu cầu ông quay cái thẻ tên ra ngoài tôi xem. Yêu cầu á? Ờ. Còn cho tôi xem, tôi cũng cho xem nhưng không. Yêu cầu không bao giờ. Ông đi làm nhiệm vụ mà ông quay cái này vào trong mặt vào trong đây hả? Quay cho người ta xem rồi. Ông quay con gì? Ông quay đi, ông mở đây, bỏ đây đi. Đừng chỉ mặt. Rồi cán bộ Đỗ Bá Dương, cán bộ 193-220. Công đẹp rồi. Dương đi làm đi. Để anh làm việc. 2 sao thôi, tôi chưa sờ mà có người không? Anh ngồi bên này khổ quá, rồi. Nhiều quá. Theo quyết định. Anh tên là gì nhỉ? Anh có giấy tờ không? Tôi có giấy tờ. Thế anh xuất trình nha. Được. Tôi sẽ làm việc với ông cụ này. Công an dân lộc mối hôm qua đấy. Thôi rồi, anh làm việc với anh được. Rồi. Anh xuất trình giấy tờ cho anh làm việc với anh được. Sao mà cứ làm. Đây. Thế tôi có gì đâu mà. Để tôi xem các ông bản lĩnh là cái điều gì. Ông ghi vào đây. Cái gì ạ? Ông ghi vào đây. Tôi ghi vào đâu là ông quyền ghi của tôi. Ông ghi vào bản không? Tôi không. Tôi nói ông nghe này. Cái gì ạ? Đây là cái gì? Tôi ghi vào quyết định cho anh. Anh đây quyết định của anh à? Tôi ghi đây, tôi ghi vào quyết định bình thường. Ông ghi vào đây, tôi sẽ đồng ý. Anh ngồi vào đây, tôi khiếu. Ông đừng có làm cái trò đấy, ông ghi vào đây. Anh có quyền khiếu nại cơ mà. Tôi nói luôn là tôi nói ông nghe việc nào ra việc đấy. Anh nghe này, tôi ghi vào đâu là tôi ghi. Yeah. Đương nhiên là tôi ghi rồi. Anh ông chưa là gì? Bây giờ tôi sẽ không đồng ý ghi ông cho ông ghi tên tuổi vào cái tờ giấy vàng này không? Anh nghe không này, hiểu khi nào tôi đưa cho anh thì anh hãy bảo là tôi thế nào thì tôi chưa đưa cái giấy. Tôi không đồng ý. Bây giờ tôi yêu cầu ông ghi vào biên bản này. Ra quyết định ra quyết định tạm giữ gì? Không. Nếu ông cảm thấy thích tôi cho ông giá tạm giữ phương tiện của tôi luôn. Ông nhìn thấy mặt ông. Ông được ăn học đàng hoàng mà ông cười nhăn răng, ông đi nào ông cười nhăn răng như một thằng hề đấy không? Đáng là một người quân nhân không? Tôi không chỉ mặt ông. Ông nhìn thấy mặt ông nó có đáng là một người quân nhân không? Tôi không đùa gì chứ em mặt tôi đấy. Phí tuổi phí tiền thuế của nhân dân. Ông càng nói gì tôi càng mừng. Ông lên giao thông văn minh ấy. Kiểu gì thì kiểu tối các ông sẽ được lên. Tôi hôm nay tôi cố tình tôi về đây mà. Thôi anh nói rồi, lấy biên bản. Anh xuất trình giấy tờ đi. Anh cứ lấy đi tôi sẽ khai. Anh xuất trình giấy tờ đi. Chưa ông định làm cái trò mèo ghi tên tôi vào cái tờ vàng kìa. Anh nhầm, anh đừng nói là tôi trò mèo, tôi làm gì anh đâu. Anh đừng nói. Ông ghi tên tôi vào cái gì? Tôi ghi nó không ảnh hưởng gì. Rồi, câu lọt đi. Ảnh hưởng gì? Đây. Nào ông cầm đàng hoàng. Tôi sẽ bàn giao tay cho ông. 90.000 hả? Rồi. Tôi sợ không quá. Không có nói nhiều đâu. Thì bảo hiểm đó. Cô không có bảo hiểm, anh phạt tiếp một cái lỗ nó không có bảo hiểm. Thế thôi nhanh.
có tôi không xuất trình giấy tư làm việc với các ông. Đấy, không đi bắt đi. Các ông giỏi thật. Không chuyên đề, đi làm không có chuyên đề. Chú Quang ơi. Làm vớ va vẩn. Chú tìm cho cháu cái giấy than với cháu giấy than. Đi làm không có chuyên đề, dám bắt náo ở đây. Tôi được người tức kỳ là nhờ xuống ấy. Thôi cậu ơi, cậu ngồi. Thôi làm việc đi. Cậu nói ít, cậu nói nhiều quá. Tôi xem cậu làm việc gì. Đập ra phải đeo khẩu trang. Làm mày nói ít thôi. Ông không có quyền là tôi nói những cái việc gì, ông hiểu không? Cũng có hai sao thôi. Chứ ăn thứ gì đâu. Cậu nói ít thôi. Ông đã làm cái gì, ông nhìn ông, cái ông này giống trò hề không? Một người được ăn được học. Ông nếu ông kiểm tra mình xem nó đúng cái tác phong của một con người quân nhân chưa? Còn tôi nói ông ép. Rồi cứ ghi biên bản đi, tôi sẽ làm việc với ông. Cái việc anh cứ làm đi, anh nói. Tôi không nói chuyện với ông nhưng tôi không đồng ý là ông này ông quay thôi. Người ta quay là bình thường. Rồi, tôi sẽ làm cái đơn, tôi cho ông. Nhà nước phải cho phép. Cái ông thì làm không có chuyên đề và ông đi kiểm tra, ông làm gì, ông kia ông làm gì đấy mà chui vào trong cái bên người ta. Mẹ mày dùng phương tiện kiểu lồn gì này. Ông làm cái gì đây? Không mình làm cái trò gì đây? Mẹ mấy thằng này làm náo. Còn lại cụ chuồng cứ xác định làm cho em cái hai cái đơn. Bọn này làm không có chuyên đề. Quay người dân. Cụ chuồng nhớ cụ này. Trong vòng một tiếng em sẽ gửi cho cụ. À mấy thằng này. Anh ông cứ làm việc của ông đi, tôi đã xuất trình rồi. Có hai sao thôi. Đi làm không có chuyên đề, dám rồi cái xe nào ông bắt ở đây. Anh đừng nói như thế. Tôi nói luôn như công này, công đi làm không bao giờ có chuyên đề. Không cả anh, ông biết một cái chuyên đề một tháng là cơ trưởng công an huyện là cất cho bao lần không? Tại sao anh lại nói như thế? Tôi dám khẳng định với công như vậy. Nếu mà anh là người hiểu luật thì anh phải... Tôi sẽ hiểu. Anh làm người gì? Rồi. Anh làm người gì? Tôi làm ruộng. Anh phải nói, anh phải tìm hiểu, anh đừng nói như thế. Rồi, câu yêu chí. Khổ quá. Tôi là lên giao thông văn minh. Sẽ được lên. Anh đưa rồi, để cho thiên hạ nó xem mình luôn. Anh nè, anh đang sử dụng hình ảnh của tôi, anh không có quyền đưa lên. Anh này. Tôi đang nhắc anh trước như anh thế. Này. Anh nếu anh hiểu luật thì anh nên tìm hiểu. Tôi chỉ hỏi anh này. Anh không có quyền đưa hình ảnh lên mạng đâu. Sao? Đây là tôi nhắc anh trước. Rồi thế thì có vấn đề gì anh ghi anh sẽ làm việc với tôi đây qua là cái tôi này. Nhắc anh trước đúng không? Tôi nói luôn là tôi sẽ cho các anh lên mạng. Đúng rồi đấy, quyền tôi nói luôn như thế nhá. Đấy là quyền riêng tư. Còn ông này ông miệng hồn ấy. Sao? Ông cũng biết hiểu luật không? Hả? À? Mình nói cái gì thì mình phải am hiểu luật rồi. Ờ. Vâng ạ. Mình phải coi nói cái gì mình phải hiểu luật. Đúng rồi. Em nói thật mà anh có những thằng càng ngoái càng ngu. Cậu đừng nói như thế. Ăn nó có học đàng hoàng ấy. Rồi anh cứ ghi đi. Cháu yêu cầu chú bỏ quay cái mặt mã số quân dân kia ra ngoài. Để cháu dễ làm việc và dễ xưng cái tên hô. Ôi cậu hỏi rồi. Không. Tôi hỏi đấy là việc của tôi. Hai sao, hai gạch kìa. Thế là trung tá. Rồi. Chuẩn bị tuổi này chắc tầm 55-60 gì.
xem anh cái Everest biển bao nhiêu quả tiền này không? Xe này xe cắt. Anh đừng nói như thế. Quỳnh chắc cơ to ấy nhỉ? Thì ông chắc là ông học ở đỗ ở Quỳnh nhập ông là Quỳnh vào mới vào cái sổ. Hồi xưa ông học cấp 3 ở ấy à? Ở Lạng Sơn à? Phải không? Tí này ghi cho em nguyên bản nữa nhá. Tôi lên trên kia tôi quay lại mà không bắt được là không đảm bảo với tôi đấy. Cái gì vậy không? Tôi kệ kệ. Làm đi, cứ làm đi. Tác phong quân nhân chỗ này móng tay đẹp nhỉ. Này các bạn sàn tư thanh tích chế thanh miệng rồi đấy. Cô chủ hôm nay đổ tiền trả tiền xăng nhá. Ok em tài trợ tiền xăng trụ thông luôn. Em chạy từ thị trấn Thanh Miện ở đây vòng qua Giao Lộc cũng cùng về được đến cuối thị trấn Tư Kỳ. Lỗi không gương. Má, hôm nay đi không mất công. Trích luật à? Ôi giời ơi. Cảnh sát giao thông không hiểu luật, không biết là vào cái điều khoản nào, luật nào mà bây giờ phải dở sách quyển phu phô. Ông này là ông Phạm Anh Dũng, Phùng Anh Dũng 192416. Ôi dồi ôi. Thôi các ông đi học hành kiểu này. Quyển nghị định 46 về các quy định về mức xử phạt. Cái lỗi không gương là 90.000 mà phải dở sổ sách. À, hết pin à? Có mượn tôi cho sạc không? À Quỳnh. Ôi trời ơi, công nhà tôi cũng đến nậy không rồi. Đi làm không chuyên đề, ngoài tôi sẽ được giải trình. Giả luật ra xem. Giống như bảng chủ phường cửu trương bọn trẻ con nó đọc quanh vách. Đây chuyên ngành không thuộc. Ôi giời ơi. Được ăn được học. Có cái chỗ ý kiến của người vi phạm đấy hả? À, ông Dũng. Rồi. Đi làm hình như phần lớn là toàn dấu hiệu tên. Hai ngày tầm giờ hôm qua em nick chỗ cầu gỗ Gia Lộc, hôm nay về đến Tư Kỳ bật YouTube. Thôi về đi học lại thôi. Ông có cần quay đấy không? Tôi cho mượn cái điện thoại đấy mà quay này, ông Quỳnh này vẫn còn ngựa lon háo đá lắm. 5560 thôi đừng nói nữa, nhưng 3540 nói nhiều. Xanh lắm. Cái này nó không thuộc, bây giờ cái đường này nó không thuộc của thị trấn Tư Kỳ đâu nhá ông Dũng nhá.
Đây là không phải thị trấn đâu đấy. Đây là hết biển báo 420. Cách đây khoảng tầm 1 cây số rồi đấy. Chuẩn bị 9.000 đô, 190.000 đô. Thoải mái, cứ kia đi. Rồi chú cứ làm xong rồi cho làm việc. Xong rồi anh xuống đây. Anh ấy xong tôi ký tôi mới kia lấy cái giấy tờ khác. Cái gì anh? Anh cứ làm xong thì tôi sẽ làm việc với những cái công đoạn khác. Tôi làm việc từng người một, tôi không làm việc hai người cùng một lúc. Đây anh làm việc mới. À tôi làm việc ngay trước. Đây anh làm việc. Rồi. Không ở đây nó không có chú cháu ở đây cả chú ạ. À, đồng chí nhá. Ừ. Không có chú cháu tôi không đáng. Đây rồi trong pháp luật nó chỉ có tôi và ông thôi. Không có chú cháu gì đây cả. Đâu, mở ký vào cho biết ai phương phạm, ký vào. Yêu cầu đồng chí xé cho tôi cả. Ký đi rồi xé thôi. Không xé cái là ký cái nào xé cái đó. Rồi. Thế cho nhanh. Không làm sao đâu em ơi, thoải mái đi. Từ hôm nay có bản lĩnh tịch thu phương tiện như thì mấy cái này. Ai da, cái quả này hơi bị đẹp đấy, cho mình tiến. 20.000, cái vị trí là 50.000 nào. 20.000 là 70.000, 72.000 là 9. $190.000 là lỗi bảo hiểm và lỗi gương. Bảo hiểm này hả? Vâng. Ông ơi, ông kiếm cái ghế ngồi cho nó lịch sự đi ông. Ông làm sao phải khổ thế? Hả? Nè. Làm việc của mình đi. Ờ. Sao gắn trong này? Gắn chắc chưa? Gắn chắc chưa? Chú vẫn còn xanh lắm chú Quỳnh. Ông có chú ở đây. Ừ. Ông tôi. Rồi, nhớ thế là tốt. Kiểu này mà không chuẩn thì bay mấy cái thẻ ATM mệt phết. Đồng chí này là viết rất chăm chú. Mũi tôi là đang số lùi 671. Đi làm không chưa đề ký gương rồi tôi xin đó.
thu tiền đấy anh. Cứ bình tĩnh, khổ quá, cái tờ cái của ông vẫn đây, ông không nộp tiền, ông không đưa giấy tờ tôi, ông đòi thu tiền thôi hả? Cái gì anh? Sao? Thì anh đẩy cái biển này xuống đây. Đây, tôi đang chưa làm gì cả. Túi rồi thì tôi. Không phải, tôi sợ nó bay thôi. Ông cứ thả con mà cả má đi, ôi giời ơi. Đi tôi quay lại làm vòng nữa cho câu phạt tiếp phát nữa xem được bao phát. Công an huyện. Anh đừng có thân gần. Tôi ơi, tôi không thách. Tôi không thách. Tôi chẳng thách ai cả. Trong cái pháp luật này chỉ có đúng và sai, chứ làm gì có chuyện thách. Không phải là xã hội đen, không phải cướp. Giải trình như là vừa ấy, chỉ có chuyện. Yêu cầu cho xe chuyên đề nhưng không có xe chuyên đề. Xong bắt đầu là... À không thấy than à? À vụ này đẹp nha. Vụ này cái tờ này tờ giấy trắng à vốn. Không phải quyết định xử phạt. Ôi dồi ôi. Photo à? Rồi, qua đây tôi sẽ cho các ông thế nào là photo. Rồi, thế là đẹp rồi. Chạy hết ngay. Thì là cả tháng rất khác. Cái gì anh? $190,000. Vâng, anh xong chưa? Xong rồi. Anh chưa tôi ký. Thế ra quyết định này anh không phải ký cái gì nữa. Không phải ký à? Thế bây giờ cũng có nhà bán ra rồi không? Có, bây giờ anh lộp 190,000 tôi bán ra lại cho anh. Rồi, thế là không phải ký à? Anh làm ơn anh rút hộ tôi một tờ. Đoàn này đoàn lên cây xăng đoàn đổi giúp giúp tôi đấy. Đổi lên làm sao 190,000 đổi giúp tôi đấy. Hỗ trợ, lực lượng hỗ trợ. Rồi. Lực lượng hỗ trợ. Tôi chơi với vụ này. Xong chưa anh? Anh đợi chút người ta đây. Tôi đưa tiền cho anh rồi, anh thì bán ra cho tôi đi. Ông cầm bán ra không chứ? Anh cầm tiền tôi rồi mà, anh có cầm tiền chưa? Anh đợi chút để chúng tôi còn thừa. Thế không, cái việc tiền thừa là được tính sau. Còn bây giờ tôi yêu cầu ông đưa cho những cái giấy tờ này. Anh cứ bình tĩnh. Không. Cần tôi đưa anh cái gì đâu. Chứ bây giờ tôi đưa tiền cho ông rồi mà ông chưa đưa tiền tôi. Anh nghe này, chúng tôi vẫn còn ngồi đây chung. Anh cứ cầm cho tôi tờ này, tôi kiểm lại phiếu đã. 2 7 9 100 rồi, 190,000. Rồi. Đi tờ tôi xe tôi đâu? Đúng. Vâng. Xong chưa? Chưa làm việc xong với anh. Thế bây giờ xong? Chúng tôi gửi tiền lại anh thì mới xong chứ đúng không? Thì bây giờ đấy là việc của các ông. Thì anh phải đợi chứ, anh em mình tính chứ đúng không? Thêm một tiếng sau được không? Cái gì anh? Một tiếng sau giải quyết được không? À không, không làm gì có một tiếng. À thế là được. Cái này là hết hết những giấy tờ ông đưa cho tôi chưa? Cái gì anh, đây là gửi lại. Cái này đủ ra rồi thì. Rồi, thế anh đưa đây. Anh đợi chút cho tôi gửi lại tiền. Rồi. Ôi thoải mái hôm nay cầm đầy tiền. Hôm nay mới ứng công trình đến 50 triệu. Hôm nay đi lột phạt cho nó vui.